sáng ở mộ của chú Vũ Linh nha cô chú anh chị. Hôm nay có khán giả về viếng mộ. Sáng này thì thấy cũng có lắm. Gì hả? Nó sáng có anh với chị đến viếng mộ cô chú anh chị. À, anh ở bên Cali. Dạ. Mình về chỉ là được bao lâu mình mới đi về bển hả chị? Dạ, tháng. Tháng nha. Cũng như bên đó mình lâu lâu là một năm là mình về một lần không cô? Dạ, về cũng được ha, nó vừa giống như ở đây. Vậy là bữa nay là mộ của chú Vũ Linh quá quý luôn. Và có cái đi đường này nó gần hả? Bên mộ ca sĩ đó. Về biến mộ của chú Vũ Linh. Tới 26, 27 này có dỗ tổ sự kiện nè chị. 26, 27 dỗ tổ kìa. Có đây không? Dạ. 26 ngày mai nè. Ngày mai hả? Ngày mai rồi ngày mốt luôn. Mấy giờ? Nói chung là có nhiều khung giờ khác nhau của mỗi người nghệ sĩ tổ chức. Chị như anh Vũ Linh thì tổ chức từ 1 giờ đến là 3 giờ là đón khách rồi đó chị. Rồi tới chiều sẽ có những cái sự kiện như là cúng làm lễ này kia đồ á. Giờ còn chắc có thể là hát luôn không chừng. Chắc là dỗ tổ phải có hát đúng không em? Dạ em nghĩ là vậy đó. Nghĩ là vậy. Hát hầu quả cũng phải có hát chứ. Đúng rồi, đúng rồi. Dỗ tổ mà. Còn cái làm lễ gì đó là tất nhiên rồi. Làm lễ cúng kiến rồi đó tất nhiên rồi. Ủa mà chị đi ngay bữa 27 á thì ngay nhà hát của anh nghệ sĩ Vũ Linh. Còn ngày mai thì được tổ chức sáng 9 giờ tại nhà của nghệ sĩ Kim Tiểu Long. Đó. Mỗi người có một khung giờ khác nhau hết chị. Đúng rồi, anh Tú ở trong đây không? Chú anh Tú ở đây nè. Ở đây nè. Anh Tú là chú tí ngay đây nè. Mai Văn Tú. Anh đi qua bển anh nói với anh qua đây nè. Ồ anh mày như là khán giả thì ta tới có được vào cổng luôn không ta? Được chứ. Được luôn hả? Không được vào cổng thì đứng ngoài. Mà cái này phải hỏi lại nha. Vậy đó. Đó thì... Nhưng mà mấy anh em mình là chuẩn bị là có thiệp mời đó. Ừ. Hôm qua là anh Kim Tiểu Long. À, hôm qua nói là sẽ gửi thiệp mời cho mấy anh em nào mà yêu quý ngành sân khấu cải lương á, với là yêu quý chú Vũ Linh á, với anh em nghệ sĩ á sẽ được mời á. Không nó ăn được đập bảy. Cái gọi là ăn không được là phá trái hôi nè. Ăn không được đập luôn. Cái đạp luôn. Ăn không được phá trái hôi nè. Tôi ăn không bảy nên đạp bảy chân. Ăn được đạp. Đâu có cái này gỡ bấy hả? Tao gỡ coi nè mấy nhưng mà được nha. Biết rồi. Ăn không được đạp nè. Đạp đạp. Giống tài xem sao hả? Dạ không phải. Không phải ăn kinh gì? Dạ em Di Minh. Ông coi là mình YouTuber á, không coi giống người nào, ông theo dõi là dữ lắm. Dữ lắm. Hồi xưa ở Bình Dương, anh ở Bình Dương mà. Thời còn nhỏ đó. Vậy hả? À. Cái này là diễn hài đúng không? Ổng gì ờ, điện chung hài, với Thiên chung với Thanh Sang cái tuồng cải lương á. Chị hết gì không? Không phải cải lương, bên cầu Dịch Lụa. Bên cầu Dịch Lụa. Rồi Thiên á, biệt động Sài Gòn. Anh như chị cao to bự con lắm. Nói bây giờ là anh với chị đi hấp hương
chung quanh cô chú anh chị. Nói chung là Duy Minh được cũng được mấy màu cái chị cho nên là bữa nay là mấy chị với mấy anh nhiều khi cũng trùng hợp ha. Có khi trùng á. Ủa sao mà áo tại em nghĩ là bữa nay là thứ hai. Dạ, yeah, màu xanh. Ủa như cho nó cũng trắng trắng xanh xanh. Trắng xanh không sao. Xanh lè xanh lét luôn, trắng trắng xanh xanh. Nhưng mà xanh lè xanh lét. Đi qua mấy giả hỏi thăm coi người dân Cali bà con cô bác bên Mỹ mình khỏe không, đỡ là thăm đến bà con cô bác bên Mỹ. Giờ chị đang chụp ảnh bên của chú Hình Sang, cô chú anh chị. Thôi để em qua cái. Ủa có giờ trên đây mấy giờ? 9 giờ sáng ngày mai hả? 9 giờ là ở Vợ Tổ, nhà của anh Kim Tiểu Long. Kim Tiểu Long. Kim Tiểu Long. Còn ở đây thì... 27 là Vũ Lân lên đây, Vũ Lân lên đây hả? Dạ. 27 thì tổ chức ở nhà hát của anh Kim, của anh Vũ Lân. Dạ. Rồi cảm ơn nha, cảm ơn. Dạ dạ. Dạ. Anh ơi, mà mình nói như vậy là mình phải giải thích rõ bà con nha, dễ nhiều khi bà con tưởng đâu là tới đây, tới đó. Ủa nãy mình nói, ý như ý là mình nói nhưng mà nhiều khi bà con nghe không có không có kỹ á. Ừ biết rồi. 9 giờ là tổ chức nhà anh Kim Tiểu Long, đó là tổ chức dỗ tổ ngành sân khấu cải lương, còn anh Vũ Lương thông báo từ 1 giờ ngày 27 từ 1 giờ đến 3 giờ chiều là sẽ đón khách ở tại nhà hát của anh. Rồi từ đó về sau là sẽ chuẩn bị lên kế hoạch như làm lễ cúng kiến gì đó thì đó mình không biết. Thì chắc nhiên phải cúng kiến này kia rồi ca hát này luôn, chắc phải có ca hát đúng không? Y như nhiều khi có nhiều bà con về á, mình phát quà từ thiện là mình kêu mình ghi vô là ngày mấy đúng không? Mà có qua khi mày mấy tầng hay nhiêu bà con tới nó coi cái clip đó thấy nên chạy tới đây thấy không? Mỗi khi thì như biết đó thì mấy cô chú mà nghệ sĩ mà người ta mà về hưu rồi á, nghệ sĩ người ta lớn tuổi rồi đó thì người ta không có đi đến tụ hội của sân khấu được thì người ta sẽ lập một cái bàn ở nhà người ta tự cúng. Đúng rồi, tự cúng nghệ sĩ tới. Mình cũng dỗ cũng dỗ tổ. Đúng rồi, tưởng nhớ đúng rồi. Tổ nghề á, tổ nghề tốt. Mà em nghĩ là hình như là các nghệ sĩ có thể là người ta sẽ bây giờ anh với chị đi về cô chú anh chị đi về rồi. Không, lấy xe luôn nha. Rồi, cái video của Hiện Tiên xin kết thúc nha cô chú anh chị. Chúc cô chú anh chị đang xem kênh có một ngày tốt lành, đừng quên đăng ký kênh cũng như là like để Hiện Tiên luôn đồng hành với cô chú anh chị trong những cái video sau nha.